Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 8. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông ngày 3 tháng 10 năm 2011. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú trong trang 145, xem từ hàng thứ tư. Niệm tổ tôi còn là hạng phàm phu có nhiều phiền não. Tiên sư đã lầm giao phó công việc trọng đại làm chú giải Hoằng Dương bộ kinh này. Đây là lời khiêm nhường khách sáo của Hoàng lão cư sĩ. Ngài nói mình là hạng phàm phu còn nhiều phiền não. Nói thầy đã lầm giao phó cho ngài, bảo ngài làm chú giải cho bộ Tịnh Độ Đại Kinh này. Thầy phó thác công việc này cho ngài. Tuy là tôi đã phát đại tâm, nhưng vì chướng sâu huệ cạn, nhận lãnh sứ mạng trọng trách này, thật rất lo âu. Cũng may là đã từng đích thân tham dự những buổi giảng của thầy, nghe trọn bộ kinh này. Thân cận nghe pháp 20 năm, được nghe nghĩa lý huyền ảo của các tông thiền tịnh mật, hiểu được chút ít thâm tâm của thầy làm hội tập đại kinh. Mấy câu này là ngài tự nói mình tuy đã phát đại tâm, nhưng vì chướng sâu huệ cạn, nghiệp chướng quá nặng, nhận lãnh sự phó thác trọng trách như vậy, cảm thấy lo âu, lo sợ. Cũng may là ngài đã từng tham dự những buổi giảng của hạ lão cư sĩ. Ngài đích thân nghe thầy giảng hết bộ kinh này. Ngài được nghe hạ lão cư sĩ giảng bộ kinh này, không bỏ sót một thời kinh nào. Ngài hết lòng tu học, vả lại thân cận hạ lão cư sĩ suốt 20 năm. Suốt 20 năm được nghe pháp, nghe thầy giảng về thiền tông, tịnh tông, mật tông, những nghĩa lý huyền ảo của các tông giáo hạ khác. Thầy thường hay khai thị cho đại chúng, cho nên hiểu được chút ít thâm tâm của thầy làm hội tập đại kinh. Vì sao phải làm hội tập bộ kinh điển này? Thật ra phải nên làm, đặc biệt là thời cơ thành thục, thì chúng ta được nhiều lợi ích. Nếu không có bản hội tập của hạ lão cư sĩ, không có phần chú giải của hoàng lão cư sĩ, thì chúng ta đối với bộ kinh này có thể nói mãi mãi không thể lý giải được nghĩa sâu xa. Này có bản hội tập và phần chú giải này đối với người tu học tịnh tông chúng ta là sự giúp đỡ rất lớn lao. Thời gian gần đây,
chúng tôi cũng tham khảo một số tài liệu của các nhà lượng tử lực học cận đại. Trong số tài liệu này nói càng ngày càng giống như Phật đã nói trong kinh, khiến cho chúng tôi đối với những nghĩa lý rất huyền ảo, rất khó hiểu mà cũng dần dần được hiểu rõ. Cho nên sự cống hiến của hai vị đại đức này cho chúng ta, hai ngài vì chúng ta đã hoàn thành trách nhiệm nặng nề, chúng tôi từ trong nội tâm rất cảm kích, vô cùng cảm kích. Hoàng lão cư sĩ nói, đầu thập niên 60 đã từng viết thử một tập Đề Cương Huyền Nghĩa Kinh này trình lên cho thầy xem, mong được ấn khả. Nhưng trong thời kỳ cách mạng văn hóa, bản thảo đó hoàn toàn đã bị hủy mất. Trước thời kỳ cách mạng văn hóa là đầu thập niên 60, Hoàng lão cư sĩ đã từng viết thử Huyền Nghĩa của Kinh Vô Lượng Thọ, tức là hiện nay chúng ta đang đọc bộ khái luận này. Hạ lão cư sĩ đã xem qua phần này và đã ấn khả cho ngài. Thế nhưng trong thời kỳ cách mạng văn hóa, bản thảo đó thấy đều bị hủy mất. Ngài nói, nay tôi tuổi đã ngoài 70, lúc tôi đến thăm ngài là đã 70 mấy tuổi rồi. Phúc đa túc tật, tức là lại có nhiều bệnh cũ, bệnh già, thẹn vì chưa báo được ơn sâu, lại sợ vô thường sắp đến. Trong tình cảnh như vậy, mỗi câu nói đều là sự thật, cũng là tôi chính mắt nhìn thấy. Ngài nói tiếp, vì vậy cố gắng dùng cái thân già bệnh này tiếp tục hoằng thệ truyền đăng, đem thân tâm này cúng dường Tam Bảo, đóng cửa tạ khách, dốc lòng làm chú giải kinh, mong báo đáp 100 muôn phần ơn sâu của thầy và 10 phương 3 đời thượng sư Tam Bảo cùng pháp giới chúng sanh. Đoạn văn này là Hoàng lão cư sĩ thuộc lại tình hình năm đó, ngài làm chú giải, cho nên công việc này rất lớn, rất là gian nan. Sau khi đại cách mạng văn hóa, thân tâm của ngài cũng chịu tàn tạ, lại mang bệnh. 70 tuổi thì đã phải chống gậy. Chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt, ngài phải chống gậy đến đón tiếp tôi. Điều này rất là hiếm có, thật là không dễ. Đây cũng là Bồ Tát đang thi hiện. Nay chúng ta có được bộ kinh này thì quý vị mới biết được là điều rất là khó khăn. Có được bộ kinh này là phước phần rất lớn, là duyên phần rất thù thắng. Chúng ta phải nên trân quý, phải hết lòng nỗ lực mà học tập. Hy vọng chúng ta trong đời này được vãng sanh về Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Hai ngài đều đang ở cõi Cực Lạc thế giới. Tôi có lý do tin tưởng chúng ta y theo bộ kinh này tu học, tương lai vãng sanh. Hạ lão cư sĩ
và Hoàng lão cư sĩ nhất định cùng với A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Cái duyên này quá sâu. Chúng ta tiếp tục xem phần chú giải trong trang 146 hàng thứ hai. Chỗ thù thắng của bộ kinh này là ở nơi khế lý và khế cơ. Lý là gì? Là thực tế lý thể, cũng tức là chân như thật tướng, là bản tế chân thật. Ý của mấy câu này rất là sâu. Lý là nói những gì? Như Lai nói bộ kinh này căn cứ đạo lý gì để nói ra? Nếu không có đạo lý thì chúng ta không thể tiếp nhận, không thể tin tưởng. Đạo lý cạn cợt thì chúng ta dễ hiểu, nếu đạo lý quá sâu thì khó hiểu. Nhưng đây đều là sự thật, là chỗ thù thắng của bộ kinh này. Sự thù thắng như thế nào? Chỗ thù thắng nhất là so sánh với tất cả kinh mà Đức Thế Tôn đã nói 49 năm. Được sự lợi ích thù thắng vượt hơn Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Hoa Nghiêm và Pháp Hoa cũng thù thắng. Chúng ta y theo Hoa Nghiêm và Pháp Hoa tu học, nhưng trong đời này không thể thành tựu. Còn y theo bộ kinh này mà tu học, chỉ cần phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm, ai nấy đều được vãng sanh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi người đều là A Di Việt Trí Bồ Tát, đều được thành tựu. Cho nên từ lợi ích mà nói là thù thắng nhất, là khế lý và khế cơ, thích hợp cho người hiện nay. Cơ cảm tương ứng. Lý là thực tế lý thể. Thực tế lý thể chính là chân lý. Người hiện nay thì nói chân lý, thế nhưng họ nói chân lý cũng không rõ lắm. Cái gì là chân lý? Cũng có người giảng chân lý, người giảng chân lý giảng được rõ ràng minh bạch thì không nhiều. Phật tại trong kinh có nói về chân lý, đã nói ra mấy chục cái danh từ. Chúng tôi tại trong những buổi giảng cũng thường nêu ra, Phật đã nói rất nhiều danh từ như vậy, vì nó là mật nghĩa. Tức là nói với chúng ta rằng, lời nói, danh từ, thuật ngữ đều là giả thuyết. Những thứ này không phải thật, không thể chấp trước. Cho nên Mã Minh Bồ Tát tại trong Khởi Tính Luận có dạy cho chúng ta cách tu học quan trọng. Ngài đã nói ba câu. Xem kinh, không nên chấp tướng văn tự. Nghe giảng kinh, không nên chấp tướng ngôn thuyết. Gọi là lìa tất cả tướng. Văn tự và lời nói đều là giả. Hay nói cách khác, nó không phải là chân lý. Cho nên không thể chấp tướng. Câu thứ hai, không thể chấp danh từ thuật ngữ của trong kinh Phật nói. Đây cũng là giả, gọi là lìa tướng danh tự. Lời nói văn tự là một công cụ. Tướng danh tự tức là danh từ thuật ngữ cũng là một pháp phương tiện, là phương tiện giáo học. Nó cũng không phải thật. Nói Bồ Tát, nói Phật với quý vị mà chấp thật có Bồ Tát, thật có Phật thì sai rồi. Nếu quý vị nói không có Bồ Tát, không có Phật, quý vị cũng sai rồi. Tại vì sao? Vì quý vị đã có chấp rồi. Người không chấp, họ nghe rồi,
Xem rồi họ không khởi tâm động niệm, đây chính là chánh định. Quý vị không nên khẳng định nó, cũng không nên phủ định nó. Chỉ cần quý vị dùng tâm mà nghe, nghe lâu rồi thì đột nhiên khai ngộ. Tại vì sao? Vì quý vị dùng chân tâm nghe, khởi tâm động niệm là vọng tâm, phân biệt chấp trước thì không cần nói. Khởi tâm động niệm là vọng tâm đầu tiên, gọi là vô minh, là vô thủy vô minh. Từ vô thủy vô minh sanh ra phân biệt, cho nên phân biệt là vọng tâm thứ hai. Từ phân biệt sanh ra chấp trước, chấp trước là vọng tâm thứ ba. Quý vị toàn là dùng vọng tâm để nghe thì làm sao nghe hiểu được ý của Phật nói? Phật nói pháp, nói mà không nói, không nói mà nói. Chúng ta dùng thái độ gì để nghe? Nghe mà không nghe, không nghe mà nghe, nghe như vậy thì đúng rồi, thì sẽ lãnh hội được. Chỗ khó của Phật pháp, chỗ khó thật sự chính là ở chỗ này. Không biết học Phật chỉ là học được tri thức mà thôi, là nhờ nghe được nhiều, nhớ được nhiều. Trong nhà Nho gọi là ký vấn nhi chi học. Khổng lão phu tử đối với người ký vấn chi học có lời bình như vậy, không đủ để làm thầy người. Tức là quý vị không thể làm gương cho người, tự quý vị vẫn còn mê muội không thông suốt. Chỉ là học được tri thức, tri thức không thể giải quyết vấn đề. Nhất định phải có trí huệ, nhất định phải tâm thanh tịnh, phải chân tâm kinh giáo của Phật, cử chỉ động tác của Phật toàn là từ trong tự tánh rất tự nhiên lưu lộ ra, không có một mảy may tạo tác. Khi gặp phải, ta phải nên làm như thế nào, đó thì là không được. Quý vị đã tạo tác rồi, quý vị đã dùng vọng tâm, mà phải là tự nhiên. Tự nhiên là gì? Là cảm ứng. Chúng sanh có cảm thì tự nhiên ứng, tuyệt đối không có khởi tâm động niệm. Không có khởi tâm động niệm thì làm gì có phân biệt chấp trước. Cho nên Mã Minh Bồ Tát dạy cho chúng ta ba câu quan trọng này: lìa tướng nói năng, bao gồm cả văn tự. Lìa tướng văn tự, văn tự là phù hiệu của nói năng. Lìa tướng danh tự. Thứ ba là lìa tướng tâm duyên. Nghe hiểu thì rất tốt, quý vị đã minh bạch, đã giác ngộ. Nghe không hiểu, không nên nghĩ nó, càng nghĩ càng sai. Tại vì sao? Thể suy nghĩ là ý của quý vị, không phải ý của Như Lai. Trong bài kệ khai kinh có nói: nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, không phải là ý của mình. Nếu là ta nghĩ câu này là ý nghĩ gì thì đó là ý của mình, không phải là ý của Như Lai. Ý của Như Lai là trực tiếp vừa thấy vừa nghe thì tự nhiên hiểu rõ, tuyệt đối không có thông qua khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Đây chính là Mã Minh Bồ Tát dạy cho chúng ta. Thế nhưng lời khai thị của Mã Minh Bồ Tát chúng ta đã nghe rất thuộc, cũng đều nhớ được, nhưng trong hoàn cảnh tu học có làm được hay không? Vì sao học Phật lại khó như vậy? Đã học mấy chục năm rồi mà cũng không ngộ được cái gì? Đây chính là cổ đại đức thường nói: quý vị không biết dùng tâm. Quý vị đã dùng tâm sai rồi, đã dùng sai. Dùng cái tâm gì? Quý vị đã dùng cái tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước để nghe. Quý vị đã nghe vẫn là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tuy quý vị đã nghe mấy chục năm mà vẫn không khế nhập cảnh giới.
Người biết nghe cần phải hoàn toàn tương ứng với nguyên tắc của Mã Minh Bồ Tát dạy. Cũng tức là nói, lúc ta nghe kinh hay đọc kinh, trong một tiếng đồng hồ, trong một tiếng đồng hồ này phải buông bỏ hết vọng tưởng phân biệt chấp trước. Lúc ta nghe kinh một tiếng đồng hồ, trong một tiếng đồng hồ này phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì quý vị mới có được một chút công phu, mới có thể khế nhập cảnh giới của chư Phật Như Lai. Công phu mà càng cao thì có thể ứng dụng phương pháp này trong cuộc sống. Mỗi ngày mặc áo ăn cơm, làm việc giao tế đều có thể tương ứng với, không phân biệt, không chấp trước, thì quý vị chính là Bồ Tát tái lai. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian chính là dùng tâm thái như vậy. Các ngài không phải phàm phu mà thị hiện tướng phàm phu. Các ngài không phải thật là phàm phu. Tâm địa các ngài thanh tịnh bình đẳng giác. Thực tế lý thể tức là chúng ta thường nói chân tâm, là chân không phải giả. Tức là chân như. Kế tiếp là nói diệt tức chân như thần tướng, tức là chân như chân tâm tự tánh. Trong triết học thì nói bản thể. Tuy nhà triết học nói bản thể nhưng họ không tìm ra. Họ giả thuyết nói ra một bản thể thật ra chính là chân tâm, cũng chính là tự tánh. Tại vì sao? Vì hay sanh vạn pháp. Lúc Đại sư Huệ Năng khai ngộ có nói, nào ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp, là bản thể của vạn pháp, là chân như. Thật tướng là chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật hỗn hợp với giả tướng. Người thế gian chỉ nhận biết giả tướng, không nhận biết chân tướng. Vậy chân tướng là gì? Chúng ta đã học không ít. Hiện nay nói chân tướng thì có một chút ấn tượng. Chân tướng là gì? Chân tướng là trong kinh Bát Nhã có nói, Tất cả Pháp vốn không có, rốt ráo không, chẳng thể được. Đây là chân tướng. Trước kia chúng tôi cũng không rõ, trong kinh nói mấy câu này. Đến khi chúng tôi đọc trong lời khai thị của Di Lặc Bồ Tát, ngài nói một cái búng tay có 32 ước trăm ngàn niệm thì mới hiểu được chân tướng này. Trong một giây thì có 1.600 triệu lần sanh diệt. Đây là hiện tượng làn sóng. Có 1.600 triệu lần sanh diệt. Đây là chân tướng sự thật. Trong Phật Pháp thì dùng một chữ không để nói. Di Lặc Bồ Tát nói niệm là ý niệm. Thức là gì? Thức chính là phân biệt chấp trước. Cực kỳ vi tế. Trong một giây nó xuất hiện và diệt mất có 1.600 triệu lần. Trong cái hiện tượng này không thể chấp trì, tức là quý vị không có cách nào nắm lấy nó, không có cách nào chặn được nó.
Phật tại trong kinh cũng thường nói, Ngài nói một câu không sanh không diệt, chúng ta cũng không sao hiểu rõ. Có thật là không sanh không diệt hay sao? Đó thì hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Có sanh diệt mà nói không sanh không diệt, chính vì tốc độ của nó quá nhanh. Nó vừa sanh ra thì liền diệt mất. Ý niệm thứ hai lại nổi dậy thì liền diệt mất, vì tốc độ của nó quá nhanh. Đây là chân tướng sự thật, cũng là hiện tượng vật chất. Ý niệm của chúng ta khởi tâm động niệm là thuộc về hiện tượng tinh thần, cũng là như vậy. Chẳng những vật chất mà tinh thần đều như vậy, kể cả hiện tượng tự nhiên cũng là như vậy. Nay nhà khoa học hiện đại họ đã phát hiện, không có nói con số liên tục bao nhiêu, họ chỉ nói tốc độ rất nhanh. Nhìn thấy nó sanh ra thì liền lập tức, không thấy thì liền diệt mất, lại một cái sanh ra lại liền diệt mất. Đây là nhà khoa học nói. Nói ra con số cụ thể là một cái búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Đây là Di Lặc Bồ Tát nói. Nhà khoa học họ cũng đã nhìn thấy, Di Lặc Bồ Tát cũng đã nhìn thấy, Di Lặc Bồ Tát nhìn thấy còn rõ hơn nhà khoa học nhìn thấy. Tại vì sao? Vì nhà khoa học họ nhờ vào máy móc mới thấy được. Số học là mẹ của khoa học. Từ trong khoa học có thể suy ra được, lại dùng máy móc khoa học để quan sát hiện tượng vật chất. Như ông Planck, nhà vật lý người Đức, ông suốt đời nghiên cứu về điện tử, ông nghiên cứu vật chất rốt cuộc là gì. Ông đã tìm ra vật chất là gì, thì ra vật chất là ý niệm. Hiện tượng vật chất được sanh ra chính là từ trong ý niệm. Hiện tượng sanh ra rất là mau chóng, không thể nghĩ bằng. Cho nên ông đã kết luận rằng trên thế giới này vốn không có thứ vật chất này. Vật chất từ đâu mà có? Vật chất từ đâu mà có? Vật chất là niệm lực, tức là do ý niệm tích tụ sanh ra một ảo tướng. Di Lặc Bồ Tát nói, niệm niệm có hình, hình chính là hiện tượng vật chất, hình đều có thức, thức chính là tính tức, tức là hiện tượng tâm lý, tức là ý niệm. Ý niệm và hiện tượng vật chất không thể phân chia. Có ý niệm thì nhất định có hiện tượng vật chất, có hiện tượng vật chất thì nhất định có hiện tượng ý niệm. Nó là một không phải hai. Cho nên trước kia nhà khoa học họ đưa ra nhị phân pháp. Nhị phân pháp tức là tâm và vật. Nhị phân pháp này nay không còn tồn tại, không thể thành lập, vì tâm và vật là một thể. Đây là trong 20-30 năm gần đây, nhà khoa học đã nhiều lần thí nghiệm chứng minh. Họ dần dần khẳng định, dùng khoa học thí nghiệm, tinh thần và vật chất là một không phải hai. Đây là chân tướng sự thật. Tướng hình như có là ảo có, thì như chúng ta xem điện ảnh vậy, trên màn bạc hiện ra hình ảnh hoàn toàn giống nhau. Này chúng ta xem TV,
màn ảnh hiện ra hình ảnh trong tivi hoàn toàn giống nhau. Hình ảnh trong tivi tốc độ làn sóng cũng rất là mau, không có làn sóng thì không có hiện ra hình ảnh. Cái làn sóng này làm sao sanh ra? Nó không có nguyên nhân. Trong kinh Phật cũng có nói như vậy. Phật nói làn sóng là do một niệm không giác, không giác thì sanh ra làn sóng, nếu giác thì đình chỉ làn sóng. Vậy lúc nào thì làn sóng đình chỉ? Đợi khi chúng ta buông bỏ khởi tâm động niệm thì chúng ta sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Ở trong cõi thật báo trang nghiêm độ phải chờ đợi một thời gian. Tại vì sao? Vì tuy đã buông bỏ khởi tâm động niệm nhưng chưa đoạn tập khí. Không dễ gì đoạn hết tập khí. Cần phải mất ba cái A Tăng kỳ kiếp thì mới đoạn hết tập khí. Tập khí hết rồi thì không có thật báo trang nghiêm độ. Thì ra thật báo trang nghiêm độ là do hiện tượng làn sóng tập khí sanh ra. Khi đoạn hết tập khí thì không có nó. Lúc đó thì xuất hiện cảnh giới gì? Thì xuất hiện cảnh giới thường tịch quang tịnh độ. Đây là chân như. Đây chính là thực tế lý thể, cũng gọi là chân tâm, là tự tánh, là bản thể. Quý vị đã chứng được. Cho nên Phật nói đến cảnh giới này, chỉ có người chứng được mới biết rõ. Quý vị chứng được thì quý vị biết rõ. Phật nói người chứng được cảnh giới này phải là bát địa trở lên. Trong cõi thật báo trang nghiêm độ có 41 bậc giai cấp, tức là thập trụ Bồ Tát, thập hạnh Bồ Tát, thập hồi hướng Bồ Tát, thập địa Bồ Tát, 40 bậc giai cấp và đẳng giác Bồ Tát là 41 bậc. Đây là 41 vị đại sĩ trụ trong thật báo độ và nhất là nhất chân pháp giới. Ở trong pháp giới này không có thay đổi. Tại vì sao? Vì họ không có phân biệt chấp trước, cũng không có khởi tâm động niệm, nhưng họ chỉ có tập khí của khởi tâm động niệm, cũng không dễ gì đoạn hết tập khí này. Khi họ đoạn hết tập khí này rồi thì họ từ bậc đẳng giác chứng đến ngôi vị diệu giác. Họ lìa khỏi thật báo độ, lìa khỏi thật báo độ thì khế nhập cõi thường tịch quang. Cõi thường tịch quang ở đâu? Quý vị nên biết, cõi thường tịch quang ở khắp mọi nơi, bất cứ lúc nào, chỗ nào, nó là vĩnh hằng bất biến. Nó là lý thể của toàn cả vũ trụ. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, nó là vĩnh hằng bất biến. Nó là lý thể của toàn cả vũ trụ, cũng tức là vạn sự vạn vật trong vũ trụ. Không có nó thì không thể sanh ra hiện tượng. Trong vũ trụ có ba hiện tượng: hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất. Đều phải nhờ nó thì mới có thể sanh ra. Không có nó thì không thể sanh ra. Thì như hình ảnh của trong tivi vậy. Nếu không có, nếu không có màn hình thì nó không thể hiện ra hình ảnh. Cho nên chúng ta phải dùng màn hình. Màn hình của tivi là tỷ dụ bản thể. Tất cả hiện tượng âm thanh trong màn hình là tỷ dụ hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần và hiện tượng tự nhiên. Đều phải nhờ vào màn hình thì mới hiện ra được. Khắp pháp giới hư không giới chính là một cái màn hình. Nên biết cái màn hình này, sáu căn của chúng ta duyên không tới.
Trong sáu căn thì năm căn trước là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mắt, mắt có thể duyên tới sắc, tức là quý vị thấy được. Tai có thể duyên tới âm thanh, tức là quý vị nghe được. Mũi có thể ngửi được mùi thơm, lưỡi có thể nếm được vị. Thân có thể tiếp xúc, có cảm giác. Đây là năm thức trước. Đối tượng của năm thức trước toàn là hiện tượng vật chất. Còn đối tượng của ý thức thứ sáu là hiện tượng tâm lý và hiện tượng tự nhiên. Năm thức trước duyên không tới, thức thứ sáu có thể duyên tới ý niệm, có thể duyên tới hiện tượng tự nhiên, nhưng không duyên tới tự tánh. Tại vì sao? Vì trong tự tánh không có ba thứ hiện tượng này. Nó không phải hiện tượng vật chất. Năm thức trước duyên không tới, nó không phải hiện tượng tinh thần, cũng không phải hiện tượng tự nhiên, nên ý thức thứ sáu duyên không tới. Thế nhưng nó năng sanh năng hiện những hiện tượng này. Đây tức là lúc Lục Tổ Huệ Năng khai ngộ nói: nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp, vạn pháp không ngoài ba thứ hiện tượng này. Nó năng hiện, năng sanh năng hiện thì trong Kinh Đại Thừa Phật nói phải là Bát Địa Bồ Tát mới thấy được. Diệu giác Như Lai đã chứng được. Bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, bốn ngôi vị này đều thấy được. Thì như nhà khoa học hiện nay, họ đã phát hiện, nhưng họ không chứng được, cho nên họ không được thọ dụng. Bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác cũng gọi là thập nhất địa. Bốn ngôi địa vị này đã thấy được nhưng chưa hoàn toàn được thọ dụng. Phải chứng đến ngôi vị diệu giác thì mới hoàn toàn được thọ dụng. Toàn thể khế nhập thường tịch quang. Thường tịch quang chính là chân tâm. Thường tịch quang chính là tự tánh. Thường tịch quang chính là bản thể. Khế nhập thường tịch quang thì sự thù thắng đó không thể nghĩ bàn. Đó là thường tịch quang khởi tác dụng, cũng chính là tự tánh khởi tác dụng. Khắp pháp giới hư không giới, chúng sanh có cảm thì họ có ứng. Ứng ở nơi nào? Ở tại chỗ, không có khoảng cách, không có thời gian, không có trước sau. Nay ta có cảm tức liền có ứng, không phải quá khứ, không phải vị lai. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói chỗ này sanh ra tức liền diệt mất. Đây là thường tịch quang khởi tác dụng. Địa Tạng Bồ Tát, Ngài thì hiện là Bồ Tát. Thật ra Ngài sớm đã là bậc diệu giác Như Lai. Quý vị có duyên với Ngài, khi cơ duyên đã thành thục thì Ngài hiện thân cho quý vị thấy. Trong thời kỳ kháng chiến, tôi đang học lớp đệ tam trường Quốc Lập ở Quý Châu. Hiệu trưởng của chúng tôi là ông Chu Văn Đạo. Sau khi kháng chiến thắng lợi, phu nhân của hiệu trưởng, tức sư mẫu của chúng tôi, cảm tình của chúng tôi cùng với hiệu trưởng và sư mẫu còn thân thiết hơn cha mẹ.
Họ chăm lo chúng tôi trong trường học, họ chăm lo học sinh và còn chu đáo hơn con cái của họ. Chúng tôi rất cảm ơn. Sau khi kháng chiến thắng lợi, họ trở về sống ở Nam Kinh. Căn nhà của họ rất là rộng rãi. Bên ngoài có cửa lớn, đi vào trong sân có rất nhiều cây cối. Đi vào bên trong có hai cánh cửa, bước vào trong nhà mới là phòng khách. Cổ nhân thường nói đăng đường nhập thất. Một ngôi nhà được kiến trúc như vậy, lúc đó sư mẫu gặp phải một chuyện kỳ lạ. Hôm đó là bà đang ở trong nhà, đột nhiên xuất hiện một người xuất gia đến hóa duyên với bà. Bà hỏi vị sư ấy từ đâu đến, từ núi Cửu Hoa đến. Hỏi sư ấy đến đây làm gì? Đến hóa duyên. Muốn hóa duyên cái gì? Muốn hóa duyên 5 cân hương dầu, tức là muốn bà cúng dường 5 cân hương dầu. Lúc đó sư mẫu chưa tin Phật nên không có cúng dường cho người xuất gia đó. Sư ấy liền đi mất. Thì bà liền đột nhiên nghĩ lại, cửa ngoài và hai cửa bên trong đều không có mở. Vị sư ấy làm sao mà vào được bên trong? Sau khi đi mất cũng không có mở cửa, vị sư ấy làm sao đi ra? Bà tuyệt đối không có hoa mắt, bởi vì bà và vị sư ấy đối thoại thời gian có khoảng 10 mấy 20 phút. Bà không phải hoa mắt, cũng không phải mộng ảo. Bà để chuyện này ở trong lòng, không sao hiểu được. Về sau họ đến Đài Loan, sống ở Đài Trung, gặp được Lý Lão cư sĩ. Họ điều lại Lý Lão cư sĩ làm thầy. Theo thầy học Phật, bà đem chuyện này thưa với Lý Lão cư sĩ. Lý Lão cư sĩ nói, bà gặp người xuất gia đó là Địa Tạng Bồ Tát, thì bà mới thật sự mới hiểu rõ. Bà đã hối hận không có cúng dường cho Bồ Tát 5 cân hương dầu. Đây là gì? Là thường tịch quang khởi tác dụng. Tức là trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, chỗ này sanh ra tức liền diệt mất. Nhà bà cửa lớn, cửa trong đều đóng kín, thậm chí không có ai nhìn thấy. Bà đang ở trong nhà, bà nhìn thấy Địa Tạng Bồ Tát đến, nhìn thấy Ngài đi ra thì biến mất, tìm mãi không thấy. Đây là một tỷ dụ nói tự tánh khởi tác dụng. Trong kinh nói tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, như Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài đã thành Phật ở kiếp lâu xa, hiện nay Ngài hiện thân là Bồ Tát hỗ trợ Thích Ca Mâu Ni Phật hoằng pháp. Động núi Phạm Âm ở núi Phổ Đà, trước kia có rất nhiều người ở trong động Phạm Âm lễ lại Quan Thế Âm Bồ Tát. Họ thấy được Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân. Không phải giả. Có một năm tôi ở Hồng Kông giảng kinh, Pháp Sư Thánh Nhất cũng có đến nghe giảng. Ngài là vị Pháp Sư chân chánh tu hành, tôi rất kính phục Ngài. Cảm tình giữa tôi và Ngài cũng rất tốt. Ngài nói với tôi rằng, lúc đó hình như Trung Quốc vẫn chưa ban giao với nước ngoài. Họ hai người xuất gia từ Hồng Kông qua Trung Quốc, hai vị Pháp Sư Hồng Kông cùng với một vị Pháp Sư ở Trung Quốc, họ ba người cùng nhau đến núi Phổ Đà, vào trong động Phạm Âm lễ lại Quan Thế Âm Bồ Tát. Họ lại được hơn nửa tiếng thì Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân.
họ đều nhìn thấy, rất là hoan hỷ. Sau khi lại xong thì người hướng dẫn đến nói với họ sắp đến giờ phải lên thuyền rời khỏi núi Phổ Đà. Trên đường về, họ ba người đều nói, đều thấy được Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân. Họ ba người đều thấy được Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân như thế nào. Họ ba người đều thấy được điều khác nhau. Pháp Sư Thánh Nhất thấy được toàn là thân kim sắc, đội mão tỳ lô, như Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy, mão đội mão tỳ lô vậy, toàn thân màu vàng kim. Còn Nguyễn Pháp Sư Hồng Công đi chung với Ngài, nhìn thấy là Bạch Y Quan Âm. Như chúng ta thường nhìn thấy hình quả Bạch Y Quan Âm vậy, nhìn thấy hình tướng này. Còn vị Pháp Sư Trung Quốc thì nhìn thấy một người xuất gia tướng tỳ kheo. Người xuất gia cũng là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Duyên của họ ba người khác nhau, có thể nói duyên của họ cũng rất là thù thắng. Nếu không có duyên, dù có lại cả ngày cũng không thấy. Có duyên thì thấy được. Duyên của họ rất thù thắng, chỉ lại được hơn nửa tiếng đồng hồ thì Bồ Tát hiện thân. Sự cảm ứng này đều là tự tánh khởi tác dụng. Chỗ này sanh ra tức liền diệt mất, là nói rõ tự tánh khởi tác dụng tự tại vô ngại, không có trở ngại. Chẳng những có hiện thân tướng mà cũng có thể hiện ra núi sông đất đai. Trong thời gian Đông Tấn, có Đại sư Huệ Viễn trong truyện ký của Ngài có ghi chép rõ ràng. Năm xưa Đại sư Huệ Viễn còn tại thế, Ngài đã từng ba lần thấy được cõi Cực Lạc thế giới. Đó là tự tánh thị hiện. Ngài là trong định, lúc chỉ tịnh niệm Phật, sau khi nhiễu Phật, mọi người ngồi xuống tịnh tọa niệm Phật, lúc chỉ tịnh thấy được. Ngài thấy được cảnh giới hoàn toàn giống như trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Đây là nói rõ tự tánh khởi tác dụng. Tôi tin rằng trong số đồng tu chúng ta cũng có người có được sự cảm ứng này. Thấy Phật, thấy được cảnh giới, thấy được cõi Cực Lạc thế giới, thấy được cảnh giới ở trước mắt chúng ta. Quý vị có được sự cảm ứng này? Tôi đã có kinh nghiệm một lần, trong đời này không nhiều, chỉ có một lần. Đây đều là thuộc về tự tánh khởi tác dụng. Lúc duyên của quý vị đã thành thục thì quý vị thấy được cảnh giới. Chân như thật tướng sự, chân tướng sự thật là thật tướng, là chân thật bản tế. Cũng là thật tế lý thể. Còn khế lý, vì bổn kinh là trụ nơi chân thật huệ, để khai hóa hiển thị chân thật chi tế, và ban cho cái lợi chân thật, thuần nhất chân thật. Trong kinh này có nói ba thứ chân thật.
Chân là gì? Chân là tự tánh. Chân thật trì tế là nói bản thể của tự tánh. Trí huệ chân thật là trí huệ vốn có trong tự tánh. Lúc Đại sư Huệ Năng khai ngộ có nói, nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Tự tánh đầy đủ cái gì? Đầy đủ tất cả, không thiếu một thứ gì. Đức Thế Tôn tại trong hội Hoa Nghiêm có nói, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai. Chúng ta có thể dùng câu kinh này để giải thích câu nói của Đại sư Huệ Năng. Vốn tự đầy đủ là đầy đủ trí huệ Như Lai, đầy đủ đức năng Như Lai, đầy đủ tướng hảo Như Lai. Thấy điều bao quát cả. Trong tự tánh của mỗi một người thấy điều đầy đủ. Chúng ta không thiếu một thứ gì so với Phật. Ngài có, chúng ta đều có đủ. Ngài có đã khởi tác dụng, chúng ta có nhưng không khởi tác dụng. Tại vì sao? Vì Ngài không có trở ngại, chúng ta có trở ngại. Tại sao có trở ngại? Vì chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ngài không có. Cho nên Ngài không có sự trở ngại này, thì Ngài tự tại khởi dụng. Khắp pháp giới hư không giới, chúng sanh có cảm thì Ngài có ứng. Chúng sanh không có cảm thì Ngài là thường tịch quan. Thường tịch quan có luồng hào quang hay không? Không có. Luồng hào quang đó là hiện tượng tự nhiên. Đối với phàm phu lúc khởi tác dụng có thể hiện hồn luồng hào quang đó, hiện hoặc hiện luồng hào quang ánh sáng vàng, hiện hoặc hiện hào quang ánh sáng trắng, cũng có hiện những màu ánh sáng khác. Lúc không hiện, sáu căn của chúng ta duyên không tới. Lúc hiện thì có thể duyên tới. Hiện hào quang hiện tướng lành, sáu căn của chúng ta đều có thể duyên tới. Cho nên bộ kinh này trụ chân thật huệ là trí huệ bát nhã trong tự tánh lưu lộ ra. Làm thế nào chúng ta có thể tiếp nhận? Vậy thì phải dùng chân tâm. Tâm của quý vị càng chân thì quý vị tiếp nhận càng rõ ràng, tiếp nhận được càng nhiều. Nếu tâm của quý vị có vọng niệm thì quý vị tiếp nhận có trở ngại. Dùng lời hiện nay mà nói, quý vị chỉ tiếp nhận được là tri thức, không phải trí huệ. Quý vị chỉ tiếp nhận được ngoài da, quý vị không thấy được tinh túy bên trong. Quý vị chỉ thấy được bên ngoài. Thế nhưng những lời khai thị này cho chúng ta biết đây là chân, không phải giả. Chúng ta cố gắng bài trừ những trở ngại của chúng ta thì phải buông bỏ. Thật sự mà buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước,
thì quý vị sẽ hiểu rõ kinh Vô Lượng Thọ. Thích Ca Mâu Ni Phật ngài nói bộ kinh này là từ trong tự tánh lưu lộ ra. Nay chúng ta hãy đối chiếu toàn là tự tánh, hay nói cách khác, từng chữ từng câu trong bộ kinh này nghĩa lý vô lượng vô biên, quý vị thấy đều hiểu rõ. Tại vì sao? Vì tâm Phật và tự tánh là nhất tâm, không phải nhị tâm. Lần nguyện kinh ra, vô lượng thọ trong tự tánh lưu lộ ra, cùng với Phật nói như nhau. Như Lục Tổ Huệ Năng tại trong Đàn Kinh ngài làm chứng minh cho chúng ta. Trong Đàn Kinh có ghi chép Thiền Sư Pháp Đạt chuyên thọ trì Kinh Pháp Hoa. Thiền Sư Pháp Đạt đến Tào Kê gặp Lục Tổ. Lúc lễ lại đầu không sát đất. Tại vì sao? Vì có tâm ngạo mạn. Sau khi lại xong thì Lục Tổ hỏi Pháp Đạt: vừa rồi tôi thấy ông lễ lại mà đầu không sát đất, ông nhất định có chỗ đáng được kiêu ngạo. Chỗ đáng được kiêu ngạo là gì? Thì Pháp Đạt trả lời: tụng kinh Pháp qua 3000 bộ. Kinh Pháp qua rất dài, đọc suốt một ngày chỉ có thể đọc được một bộ. Đọc 3000 bộ phải mất 10 năm. Thâm nhập một môn trường kỳ huân tu, khẳng định Pháp Đạt chứng được Pháp Hoa Tam Muội, nhưng chưa khai ngộ. Vì sao chưa khai ngộ? Vì có tâm ngạo mạn. Quý vị nên biết Pháp Đạt có tâm ngạo mạn nên không thể khai ngộ. Tuy đắc Tam Muội nhưng không thể khai ngộ. Lục Tổ hỏi Pháp Đạt: tôi chưa nghe kinh Pháp Hoa. Lục Tổ không biết chữ, đương nhiên không có xem kinh, không có người đọc cho ngài nghe thì ngài cũng không biết. Ông đã đọc thuộc kinh Pháp Hoa, vậy ông hãy đọc cho tôi nghe. Pháp Đạt đọc kinh thuộc lòng thì đọc cho Lục Tổ nghe. Kinh Pháp Hoa gồm 28 phẩm. Pháp Đạt đọc đến phẩm thứ 3 thí dụ, có lẽ đọc chưa hết phẩm này, thì Lục Tổ nói: được rồi, không cần đọc nữa, tôi đã hiểu hết rồi. Nghĩa là thế nào? Thích Ca Mâu Ni Phật nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa là từ trong tự tánh lưu lộ ra. Lục Tổ chỉ vừa tiếp xúc, vừa nghe được mấy phẩm thì liền hiểu rõ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là từ trong tự tánh lưu lộ ra, cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật không khác. Thì ngài làm sao mà không biết? Ngài giảng kinh Pháp Hoa cho Pháp Đạt thì ngài Pháp Đạo liền khai ngộ. Sau khi Pháp Đạt khai ngộ, lại đảnh lễ năm vóc sát đất, đầu đã sát đất. Đoạn công án này có ghi trong Đàn Kinh. Chỗ này là nói rõ 10 năm công phu mà vẫn còn có một chút tự cảm thấy mình phi thường, một chút kiêu ngạo này đã làm trở ngại Pháp Đạt không thể khai ngộ. Lục Tổ hỏi Pháp Đạt kinh Pháp Hoa nói những gì? Pháp Đạt không biết trả lời. Cũng đã chứng minh Khổng Tử tại trong sách Luận Ngữ có nói: cho dù có tài giỏi như Chu Công, nhưng lòng có kiêu ngạo thì không cần nói những thứ khác. Chỉ cần có một chút lòng kiêu ngạo cũng không được. Tại vì sao? Vì chưa đoạn hết kiến tư phiền não. Lòng kiêu mạn
kiêu ngạo làm trở ngại quý vị. Nếu quý vị muốn được thành tựu, cần phải đoạn hết những tập khí phiền não này thì mới không có trở ngại. Không thể có mảy may tập khí, nó sẽ tạo thành sự trở ngại nghiêm trọng. Thế nhưng chúng ta biết, nếu chúng ta không hiểu rõ những chân tướng sự thật này thì sẽ không buông bỏ được. Vì sao ta phải buông bỏ? Người ta học Phật chịu buông bỏ thì họ được thành tựu. Vì sao ta không buông? Vì sao ta phải buông bỏ? Quý vị muốn thấy tánh thì phải buông bỏ. Không muốn thấy tánh có thể không cần buông bỏ. Muốn ra khỏi lục đạo luân hồi, muốn vượt khỏi 10 pháp giới thì quý vị nhất định phải buông bỏ. Không buông bỏ thì không ra khỏi. Nếu không muốn ra khỏi lục đạo luân hồi thì có thể không buông bỏ. Phật mãi mãi hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Phật không bao giờ cưỡng bức một người nào, không bao giờ miễn cưỡng một người nào. Phật là bậc cao minh. Nếu Phật có cưỡng bức, có miễn cưỡng, thì Ngài đã khởi tâm động niệm rồi, cho nên Ngài không có khởi tâm động niệm. Phật thị hiện giáo hóa chúng sanh. Nếu chúng ta không chú tâm mà thể hội, thể hội không tới, vì nó quá vi diệu. Vì sao có cảnh giới thù thắng như vậy? Phật tại trong kinh có nói, chúng sanh đều bình đẳng, chúng sanh cùng là một thể. Phải nhận biết rõ điều này. Khắp pháp giới, hư không giới cùng với chúng ta là một thể. Mũi kiến, côn trùng, cây cối, hoa cỏ, núi sông đất đai cùng với chúng ta là một thể. Tuyệt đối bất nhị. Trong pháp Đại thừa nói nhập bất nhị pháp môn, bất nhị chính là một thể. Thấy tánh thì chứng được, thì thật sự hiểu rõ. Cho nên sau khi thấy tánh thì tâm từ bi lưu lộ ra, gọi là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Sau khi thấy tánh thì lòng thương chân thành, thì thương tất cả chúng sanh, thì hộ niệm tất cả chúng sanh, quan tâm tất cả chúng sanh, với lòng đại từ đại bi chiếu cố tất cả chúng sanh. Lúc đó mới biết được ân đức của Phật. Không phải người thế gian mà có thể biết được. Cho nên gọi là trụ chân thật huệ, khai hóa. Khai là khai thị, hóa là giáo hóa, hiển là hiển thị. Hiển thị là thân giáo, khai hóa là ngôn giáo. Thân thành ngôn giáo là chân thật chi tế. Không có biện pháp hiển thị, nhưng Ngài có thiện xảo phương tiện khiến cho quý vị lãnh hội được. Những người nào lãnh hội được chính là những người có thiện căn phước đức. Người có thiện căn phước đức sâu dày thì họ lãnh hội được. Cái gì là sâu dày? Người có thiện căn phước đức sâu dày thì tâm của họ thanh tịnh, thì tâm của họ định. Quý vị chú tâm mà quan sát, hiện nay cũng có tình hình này. Những đứa trẻ thông linh, thông linh.
chúng có thể nhìn thấy những vật mà người lớn chúng ta không nhìn thấy. Chúng thấy được rất nhiều thứ. Những đứa trẻ thông linh khác hơn những đứa trẻ thông thường. Những đứa trẻ thông thường tâm chúng vọng động. Phàm là có thông linh, hiện nay ở Trung Quốc gọi là có công năng đặc dị. Người có công năng đặc dị, tâm họ thanh tịnh, tâm họ định, họ không có tập khí vọng động, rất rõ rệt. Tự chúng ta cũng hiểu rõ điều này, phải biết tỉnh ngộ. Phàm là người có tâm vọng động, vọng tưởng quá nhiều, thì thường hay gặp phải trở ngại. Tuy họ có duyên gặp được Phật Pháp, nhưng nhân duyên thù thắng, thiện căn phước đức thì kém một chút. Thiện căn là gì? Là có thể tin, có thể giải. Đây là thiện căn. Phước đức là có thể hành, có thể chứng. Tuy họ có nhân duyên, nhưng lòng tin không đủ. Tuy họ mỗi ngày nghe kinh, nhưng lý giải không thấu triệt. Họ vẫn còn có nghi hoặc. Vì vậy họ tu hành thì sanh ra trở ngại. Tu hành sanh ra trở ngại, sự chứng quả đương nhiên thì có vấn đề. Có phương pháp gì để cứu chữa hay không? Vậy thì phải nhờ vào nhân duyên. Phải có thời gian, phải có thọ mạng, học nhiều, nghe nhiều, nghe lâu rồi thì sẽ giác ngộ. Cũng như tôi đây, thọ mạng của tôi vốn chỉ có 45 tuổi. Nếu tôi mất vào năm 45 tuổi, dù tôi có niệm Phật được vãng sanh, chỉ là sanh vào hạ hạ phẩm đồng cư độ. Vì tính giải không đủ. Nay thọ mạng của tôi được kéo dài nhiều năm, đã được 40 năm. Trong 40 năm này tôi cảm ơn Phật Bồ Tát. Trong 40 năm này tôi đã thấu hiểu kinh giáo. Tuy không hoàn toàn thấu hiểu hết, nhưng thấu hiểu được mấy phần. Đối với tín nguyện tu hành, công phu được tiến bộ rất nhiều. Không còn có hoài nghi nữa. Một mảy may ngoài hoài nghi cũng không có. Huệ dĩ chân thật chi lợi. Huệ là ban cho. Di Đà Như Lai và Thích Ca Thế Tôn ban cho chúng ta sự lợi ích chân thật. Ngài vì chúng ta nói bộ kinh này. Sự lợi ích chân thật là chân thật nhất trong tất cả chân thật, có thể giúp cho chúng ta trở về tự tánh. Đây là chân thật. Nếu chỉ giúp cho chúng ta sanh vào tam thiện đạo, trong lục đạo luân hồi, làm thiên vương, hưởng đại phước báo, thì không phải là sự lợi ích chân thật. Hưởng hết thì không còn nữa. Tất cả đã hưởng hết phước báo. Sau khi hưởng hết phước báo thì ác nghiệp từ vô thủy kiếp đã tạo sẽ hiện tiền.
hiện tiền là phải chịu ác báo. Trong Phật Pháp có nói rất rõ ràng, rất minh bạch, thiện ác không thể bù trừ cho nhau. Quý vị mà thật sự hiểu rõ điều này, quý vị khởi tâm động niệm thì sẽ rất cẩn thận. Tại vì sao? Vì không thể bù trừ cho nhau. Ta đã tạo ác nghiệp, nay ta làm nhiều thiện nghiệp để bù trừ có được hay không? Không được. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Không phải không báo. Ngày giờ chưa tới. Ngày giờ là nhân duyên. Nhân duyên chưa tới. Nhân duyên mà tới thì nhất định có quả báo. Quý vị không thể không biết điều này. Người thật sự hiểu được điều này không nhiều. Họ cũng nghĩ rằng có thể lấy công chuộc tội. Đó là pháp thế gian, không phải Phật Pháp. Là giả, không phải thật. Thật thì không thể bù trừ cho nhau. Không thể lấy công chuộc tội. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Còn là tự làm, tự chịu. Tất cả pháp là tâm tưởng biến hiện ra. Thiên đường là ý niệm biến hiện ra. Địa ngục cũng là ý niệm biến hiện ra. Này chúng ta đang sống trong hoàn cảnh này cũng là ý niệm biến hiện ra. Không có ngoại lệ. Đúng như Di Lặc Bồ Tát có nói, một cái búng tay có 32 ức trăm ngàn niệm, chính là cái ý niệm này biến hiện ra. Vậy ai chỉ huy cái ý niệm này? Chính là tám thức 51 tâm sở. Tám thức chỉ huy quý vị. 51 tâm sở là chấp hành. Cho nên bất luận là cảnh giới gì, khi chúng ta gặp phải thiện duyên hay ác duyên, thuận cảnh hay nghịch cảnh, cũng không nên quán trời trách người. Nên biết đây đều là tự làm tự chịu. Nếu quý vị mà quán trời trách người thì tội nghiệp của quý vị càng nặng. Nên biết toàn là tự làm tự chịu, đều do tâm tưởng thức biến. Tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, những hiện tượng khắp pháp giới hư không giới, là do tâm sanh tâm hiện, sau cùng là thức biến. Này chúng ta đã hiểu rõ, tâm sanh tâm hiện gọi là nhất chân pháp giới, chính là thật báo độ. Là Như Lai thật báo độ, cũng chính là thật báo độ trong tự tánh của mình. Quý vị nên biết, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Vì sao lại có thay đổi? Có thay đổi là vì quý vị có phân biệt chấp trước. Quý vị có phân biệt chấp trước thì có thay đổi. Đây gọi là mười pháp giới. Mười pháp giới từ đâu sanh ra? Là từ tám thức 51 tâm sở biến hiện ra. Do nó biến hiện ra. Trong thành báo độ chỉ có tâm sanh tâm hiện, không có thức biến. Trong thành báo độ vẫn còn có tập khí của vô thủy vô minh.
Nếu đoạn hết vô thị vô minh, đoạn hết thì sao? Thì không còn khởi tâm động niệm. Nếu vẫn còn có khởi tâm động niệm thì chưa khế nhập, thì họ chưa khế nhập thật báo độ, họ vẫn còn ở trong mười pháp giới. Tức là nói họ sanh vào phương tiện độ, trong Tây phương Cực Lạc thế giới, họ không phải thật báo độ. Người sanh vào thật báo độ không có khởi tâm động niệm, còn khởi tâm động niệm là ở phương tiện hữu dư độ. Nếu họ chưa phá được tứ tướng, vẫn còn chấp có ngã, có nhân, có chúng sanh, có thọ giả, thì họ ở phàm thánh đồng cư độ. Hay nói cách khác, như cõi này của chúng ta vậy, quý vị không ra khỏi lục đạo luân hồi. Nếu là vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, thì ra khỏi lục đạo luân hồi, sanh đến tứ thánh pháp giới. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên bộ kinh này rất là thù thắng, dạy cho chúng ta đạt được sự lợi ích chân thật, khiến cho chúng ta trong đời này thành tựu viên mãn, thuần nhất chân thật. Kế tiếp là bộ kinh này được gọi là Trung Bản Kinh Hoa Nghiêm. Tất cả sự lý của trong kinh này đều là nhất chân pháp giới, sự lý vô ngại, sự sự vô ngại của Kinh Hoa Nghiêm. Đoạn văn này đã nói rõ trong giáo pháp Đại Thừa, Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Pháp Hoa, chư tổ sư đại đức xưa nay đều khẳng định hai bộ kinh này là nhất thừa viên giáo. Trong tất cả kinh điển chỉ có hai bộ kinh này, hãy còn có một bộ kinh Phạm Vọng chưa truyền hết đến Trung Quốc. Kinh Phạm Vọng được truyền đến Trung Quốc chỉ có một phẩm, hai quyển, là phẩm Phạm Vọng Bồ Tát Tâm Địa Giới. Toàn bộ kinh chưa có truyền đến Trung Quốc. Chư cổ đại đức có nói kinh nhất thừa chỉ có ba bộ kinh này. Ba bộ kinh này là dạy phương pháp thành Phật cho quý vị. Tuy là dạy phương pháp thành Phật nhưng rất khó hành, không dễ tu. Kinh Pháp Hoa và Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng đều quy về tịnh độ. Nếu không quy về tịnh độ thì không thể một đời viên mãn thành Phật đạo. Mà trong Kinh Vô Lượng Thọ có nói, đích thật cùng với Kinh Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, hoàn toàn tương đồng. Điều là nhất chân pháp giới, lý thể bí mật sâu xa của Kinh Hoa Nghiêm đều ở trong kinh này. Hoa Nghiêm là vũ trụ vạn hữu, lý thể là bản thể, bí mật sâu xa là nói nghĩa lý sâu rộng, không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn. Người thông thường rất khó tiếp nhận. Hạng người nào có thể tiếp nhận? Phải là Pháp Thân Bồ Tát. Trong Thiền Tông có nói, phải là người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì họ mới có thể tiếp nhận.
Cho nên đối tượng của Kinh Hoa Nghiêm là Pháp Thân Bồ Tát. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật tuyên giảng bộ kinh này là vì họ mà giảng. Ngài ở trong định giảng bộ kinh này, người phàm phu chúng ta không có cách nào vào trong cảnh giới định của Phật. Chỉ có Pháp Thân Bồ Tát, họ là bậc Bồ Tát đã kiến tánh, họ có thể vào trong cảnh giới định của Đức Thế Tôn. Nghe Đức Thế Tôn giảng Kinh Hoa Nghiêm lý thể bí mật sâu xa của Kinh Hoa Nghiêm đều ở trong kinh này. Trước kia giáo sư Phương Đồng Mỹ đã từng nói với tôi rằng triết học kinh Phật là môn triết học tột đỉnh nhất trên toàn thế giới. Đây là lời khen ngợi Kinh Hoa Nghiêm của giáo sư Phương Đồng Mỹ. Thầy đặc biệt giới thiệu bộ Kinh Hoa Nghiêm này cho tôi và bảo tôi hãy đọc bộ sớ sao của Đại sư Thanh Lương. Cho nên là thế lý nói rõ bộ kinh này đích thật là từ trong tự tánh của Phật lưu lộ ra, lòng từ bi vô tận của Đức Thế Tôn. Ngài tuyên giảng nhiều lần, xin xem tiếp một đoạn chú giải của Hoàng Lão Cư Sĩ. Đếm ngược hàng thứ tư, nói về khế cơ thì bộ kinh này là độc thắng. Độc thắng là chỉ riêng bộ kinh này là thù thắng nhất. Ngoại trừ bộ kinh này ra, không có bộ kinh thứ hai, cho nên gọi là thù độc thắng. Vì sao gọi là khế cơ? Khế cơ là thích hợp cho căn cơ của tất cả chúng sanh, không như kinh Đại Thừa Hoa Nghiêm chỉ khế cơ người thượng thượng căn, còn người thượng trung hạ thì không có phần. Chỉ có thể nói người thượng trung hạ huân tu thành chủng tử của A Lại Gia. Không thể trong đời này hoa nở kết trái. Thế nhưng kinh Vô Lượng Thọ thì khác hẳn. Kinh Vô Lượng Thọ và kinh Hoa Nghiêm tuy không hai không khác, nhưng phương pháp của kinh Vô Lượng Thọ thì rất tuyệt diệu. Chỉ cần phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm thì quý vị có thể hoa nở kết trái, không cần tu chỉ quán rồm rà như trong kinh Hoa Nghiêm dạy. Quý vị hãy đọc xem bài luận văn Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán của Quốc Sư Hiền Thủ. Trong bài luận văn này có dạy phương pháp tu học ngũ chỉ lục quán, đâu có dễ tu như trong kinh Vô Lượng Thọ dạy. Chỉ cần phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm, còn tu ngũ chỉ lục quán không phải người thông thường mà có thể tu được. Mới có thể khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Nay chúng ta chỉ cần phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm cũng có thể khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Đây là trí huệ chân thật, là sự lợi ích chân thật. Pháp môn trì danh của trong kinh này dạy là thích hợp cho cả ba căn và tất cả phàm thánh.
Trong kinh này dạy phương pháp cho chúng ta là trì danh. Danh chính là bốn chữ A-di-đà Phật. Hai chữ Nam-mô không phải danh hiệu của Phật. Nam-mô là tiếng Ấn Độ. Có nghĩa là tôn kính, có nghĩa là quy mạng, có nghĩa là quy y, quy mạng, cũng có nghĩa là tán thán. Như những tôn giáo của ngoại quốc, họ niệm Amen. Hồi giáo họ niệm A Mẫn. Phật giáo thì niệm Nam Mô. Ý nghĩa cũng gần giống như nhau, đều là thuộc về ý nghĩa tôn kính. Danh hiệu chỉ có bốn chữ A Di Đà Phật. Cho nên Đại sư Liên Trì tại trong Trúc Sông Tùy Bút có ghi chép một đoạn: ghi chép rằng có người xin thỉnh giáo với Ngài niệm Phật phải niệm như thế nào, thì Ngài dạy cho người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta lại hỏi: tự Ngài niệm như thế nào? Ngài trả lời: tự ta chỉ niệm A Di Đà Phật. Trong hai cách niệm này có gì khác biệt? Ngài trả lời: ta muốn trong đời này nhất định cầu sanh tịnh độ, không có ý niệm thứ hai, cho nên ta quyết tâm cầu vãng sanh, chỉ chấp trì danh hiệu. Danh hiệu chỉ có bốn chữ A Di Đà Phật. Vì sao Ngài dạy người ta niệm sáu chữ? Là vì tâm cầu vãng sanh của họ không khẩn thiết, không khẩn thiết. Tâm cầu vãng sanh không khẩn thiết nên phải cộng thêm hai chữ Nam Mô, tức là quy y A Di Đà Phật, cung kính A Di Đà Phật. Cộng thêm hai chữ Nam Mô là lời khách sáo, là lời tôn kính, có nghĩa là kết cái duyên với A Di Đà Phật. Những lời dạy này là lòng từ bi vô tận của Đại sư Liên Trì. Ngài biểu diễn cho chúng ta thấy, chúng ta đã nghe, đã thấy đoạn văn này, phải có cảm thọ, phải có lãnh hội. Thì như trước kia Đại sư Chương Gia dạy cho tôi vậy, Ngài nói Phật pháp chú trọng thật chất, không chú trọng hình thức. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là hình thức, bốn chữ A Di Đà Phật là thật chất. Thật muốn làm đệ tử bậc nhất của A Di Đà Phật, trong kinh này có nói là học trò bậc nhất của A Di Đà Phật là lời khách sáo thì không cần nói. Dùng cái gì để báo đáp A Di Đà Phật? Chỉ cần chúng ta y giáo phụng hành. Phật dạy cho chúng ta làm, chúng ta phải hết lòng mà làm. Phật dạy cho chúng ta làm, chúng ta phải hết lòng mà làm. Phật giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta cũng đã nghe hiểu. Sau khi hiểu rồi thì phải buông bỏ hết, thì phải thực hành. Thực hành chính là phát Bồ Đề Tâm và niệm câu Phật hiệu này, thì mới thật sự báo ân Phật. Tuy nay quý vị vẫn chưa sanh đến cực lạc thế giới, nhưng đã đăng ký rồi, quý vị đã có tên trong sổ rồi. Chỉ là chờ quý vị đến có mặt,
thật là rất thù thắng. Pháp môn này thích hợp cho cả ba căn, và tất cả phàm thánh, phàm là lục đạo phàm phu, bao gồm cả địa ngục chúng sanh. Thánh là thánh nhân, bao gồm cả đẳng giác Bồ Tát. Pháp môn này thế cơ rộng lớn viên mãn như vậy, không bỏ sót một chúng sanh nào. Người thượng thượng căn thì mới có thể tinh sâu pháp môn này. Thượng thượng căn là nói địa thượng Bồ Tát, tức là thập địa và bậc đẳng giác Bồ Tát. Người thượng thượng căn họ tinh sâu pháp môn này. Tại vì sao? Vì đây là tự tánh, là tánh đức viên mãn. Người hạ căn cũng có thể tu pháp môn này mà được độ. Hạ căn là phàm phu, hạ căn trong phàm phu là phàm phu tạo tác ác nghiệp. Họ tạo tác ác nghiệp gì? Là tạo tội ngũ nghịch thập ác. Quả báo của ngũ nghịch thập ác là đọa địa ngục vô gián. Nếu họ gặp được pháp môn này cũng có thể được độ. Huống chi là loài bò bay, mái cửa, mũi kiến, côn trùng. Ở trong loài mũi kiến côn trùng có Bồ Tát hay không? Nhất định là có. Bồ Tát dạy pháp môn gì cho chúng? Nhất định là dạy cho chúng niệm Phật. Bởi vì những pháp môn khác không thích hợp, không có thế cơ của chúng. Chỉ có pháp môn này là thế cơ. Phật Bồ Tát thị hiện trong quỷ đạo hay súc sanh đạo là để độ loài chúng sanh đó. Phải thị hiện đồng loại thân thì mới có thể độ chúng được. Phật Bồ Tát ở nhân đạo thì hiện thân người, ở quỷ đạo thì hiện thân quỷ. Quý vị hãy xem trong kinh Sám Phật Sự Phóng Diêm Khẩu, tôi nghĩ rất nhiều vị đồng tu đều nhìn thấy. Đối diện đài Diêm Khẩu có một tượng quỷ vương làm bằng giấy, đó là Tiêu Diện Đại Sĩ. Mặt xanh nanh vàng là một quỷ vương. Quỷ vương đó là ai? Là Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài hóa thân ở trong quỷ đạo, Ngài thị hiện thân quỷ để giáo hóa quỷ đạo chúng sanh. Ở trong địa ngục đạo thì Ngài hiện thần tướng địa ngục đạo chúng sanh để giáo hóa địa ngục đạo chúng sanh. Chúng ta có lý do để tin tưởng toàn là dùng kinh A-di-đà và kinh Vô Lượng Thọ để phổ độ chúng sanh. Những chúng sanh này nghiệp chướng quá sâu, mê muội rất nặng. Nói những kinh luận khác họ nghe không vô, không thể tiếp nhận. Chỉ nói pháp môn này mới độ được họ. Quỷ đạo chúng sanh thật sự tu hành đều thích nghe bộ kinh này. Lúc họ mới tiếp xúc Phật Pháp thì họ chưa thể tiếp nhận nghe bộ kinh này. Họ thích nghe kinh Địa Tạng và kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Họ rất thích nghe hai bộ kinh này là vì thế cơ để đắp vững nền tảng. Sau khi có nền tảng thì họ có thể tiếp nhận nghe kinh Vô Lượng Thọ. Thượng thượng căn thì như Pháp Thân Đại Sĩ, Ngài Văn Thù và Phổ Hiền đều phát nguyện cầu vãng sanh. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói,
Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát, hai vị Đại Bồ Tát này ở Hoa Tạng thế giới là hai vị tả hữu, cũng là trợ giáo của Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Trong Đại Thừa, hai vị Đại Bồ Tát này cũng là tả hữu của Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong Đại Thừa thờ ba tôn tượng, chính giữa là Thích Ca Mâu Ni Phật, tả hữu là Ngài Văn Thù và Phổ Hiền. Trong Tiểu Thừa thờ ba tôn tượng, chính giữa là Thích Ca Mâu Ni Phật, tả hữu là Tôn giả Ca Diếp và A Nan. Đây là cách thờ của Tiểu Thừa. Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát sớm đã thành Phật ở kiếp lâu xa, nay hai ngài hiện thân Bồ Tát đến trợ giúp Phật Đà giáo hóa chúng sanh. Hai ngài đều phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Hai ngài là bậc thượng thượng căn, người thượng thượng căn. Còn người hạ hạ căn, họ tạo tội ngũ nghịch thập ác. Tội ngũ nghịch, tội thập ác, chỉ cần phạm một điều thì đọa vào địa ngục vô gián. Nếu là đã phạm hết ngũ nghịch thập ác thì quả báo không thể lường được, thì họ đọa vào địa ngục rất là thống khổ. Đến lúc nào mới có thể ra được? Lâu dài không kỳ hạn. Tội ngũ nghịch là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán. A-la-hán là bậc thầy. A-la-hán ở trong thế gian này giáo hóa chúng sanh. Cho nên chúng ta nhất định phải khẳng định Phật giáo là giáo dục, là giảng dạy. Họ là bậc thầy. Họ là bậc thầy. Tội thứ tư là làm thân Phật ra máu. Cái nguyên do này là do Đề Bà Đạt Đa gây ra. Đề Bà Đạt Đa cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật là anh em họ. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật, được đại chúng ủng hộ và quốc vương đại thần quy y, thì tâm của ông ta ganh tị. Nổi dậy ác niệm muốn hại chết Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi ông ta làm Phật, đoạt lấy địa vị của Phật. Có một lần ông ta biết mỗi ngày Phật đi khất thực, phải đi ngang qua vách núi dựng đứng. Ông ta ở trên đỉnh núi đặt một hòn đá lớn, đợi khi Thích Ca Mâu Ni Phật đi ngang qua thì ông ta đẩy hòn đá xuống đè chết Phật. Nhân phước báo của Phật rất lớn, có Vi Đà Bồ Tát hộ pháp. Sau khi ông ta đẩy hòn đá rơi xuống, Vi Đà Bồ Tát dùng chày kim cang đỡ hòn đá ấy, thì hòn đá ấy bể nát, mảnh vụn trúng vào chân của Phật, đúng vào chân của Thích Ca Mâu Ni Phật, chảy ra một chút máu, nên gọi là làm thân Phật ra máu. Phạm cái tội này phải đọa vào địa ngục vô gián. Phật là bậc thầy của trời người, không có kết tội với Phật.
tâm của Phật đại từ đại bi, không trách ông ta. Ông ta muốn giết Phật nhưng Phật không trách ông ta. Vậy kết tội với ai? Với tất cả chúng sanh, vì chúng sanh đã mất đi một vị thầy tốt, đã mất đi trí huệ quang minh. Từ chỗ này mà kết tội ông ta. Cho nên người hại Phật, hại Bồ Tát, hại Phật giáo cùng với Phật Bồ Tát đều không kết tội. Phật Bồ Tát đại từ đại bi tuyệt đối sẽ không trách họ, mà là chúng sanh kết tội với họ. Phật Bồ Tát ở trong thế gian này trụ lâu dài, sức ảnh hưởng của các ngài rất lớn, giáo hóa chúng sanh rất nhiều. Sức ảnh hưởng của các ngài thời gian lâu dài, mà họ giết hại các ngài, khiến cho chúng sanh không gặp được Phật Pháp, không nghe được Phật Pháp. Cái tội này thì họ phải gánh chịu. Cho nên không thể làm việc này. Hai người cuối cùng sẽ hại mình. Đề Bà Đạt Đa toàn thân đọa vào địa ngục, mặt đất nứt ra, ông ta đọa xuống đó. Tội thứ năm là phá hòa hợp tăng. Tăng đoàn này là những người thật sự tu hành, là những người xuất gia tu hành đúng như Pháp. Có người ác ý phá hoại họ, khiến cho tăng đoàn này không hòa hợp, khiến cho tăng đoàn này họ nghi ngờ với nhau, không tin Pháp tu hành, không tin Thầy chỉ dạy. Đây là trọng tội. Cổ nhân thường nói, thà khuấy động ngàn dòng sông, không nên làm động tâm người tu hành. Cho nên tội này là trọng tội, là tội đọa địa ngục ngũ vô gián, tức là phạm tội ngũ nghịch. Tội thập ác là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, tham sân si, tức là thân tam, khẩu tứ, ý tâm. Đây là thập ác nghiệp. Lật ngược lại chính là thập thiện. Phản diện của thập thiện nghiệp đạo chính là thập ác. Nếu phạm hết 10 điều ác này thì sao? Trong 10 điều ác, chỉ phạm một điều cũng là tội địa ngục. Nếu là nghiêm trọng thì đọa vào địa ngục vô gián. Chúng ta vẫn không hiểu, đã phạm 10 điều ác này, vì sao lại đọa vào địa ngục vô gián? Vì sao tội nặng như vậy? Thật ra chúng ta cũng sơ ý. Tại vì sao? Vì chúng ta bất tri bất giác đã phá hòa hợp tăng. Tội danh này đã thành lập rồi. Nếu quý vị là người học Phật, đã quy y Tam Bảo, quý vị không tu thập thiện nghiệp thì đã phạm thập ác nghiệp. Đại chúng xã hội sẽ nghĩ quý vị như thế nào? Đây là học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật, có những hành vi như vậy khiến cho người thế gian mất đi lòng tin đối với Phật Pháp, khiến cho họ khởi lòng hoài nghi. Họ vốn là cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính những người học Phật. Nay họ khinh thị Phật Pháp, coi thường những người học Phật. Cái tội này thì rất nghiêm trọng.
Trước kia Lý lão cư sĩ thường hay cảnh cáo chúng tôi, học Phật phải giúp Phật thép vàng, tức là thiếp vàng cho tượng Phật để trang nghiêm tôn tượng Phật Bồ Tát, không nên bôi phân cho tượng Phật. Thập thiện là thiếp vàng, thập ác là bôi phân. Quý vị nghĩ xem, tội này rất nặng. Vì sao Phật Pháp ngày nay suy thoái như vậy? Chính là vì chúng ta không tu thập thiện, bất tri bất giác đều tương ứng với thập ác. Trong 10 điều ác này, có điều nào không phạm? Sát sanh. Tuy không giết người, có giết súc sanh hay không? Có. Đặc biệt là những động vật nhỏ như muỗi, kiến, côn trùng, chúng cũng là một sinh mạng. Quý vị làm sao có thể muốn giết chúng thì giết? Chúng ta đã quá sơ ý, khinh thị chúng, giết hại chúng mà không thương xót. Những động vật nhỏ này chúng đã tạo nghiệp rất nặng, chúng rất là đáng thương. Quý vị hãy xem trong linh giới, những động vật nhỏ chúng bị oan, chúng rất là oán hận. Chúng sống ở đâu? Đều sống ở trong cống ngầm đen tối. Thật là tội nghiệp. Những chỗ có hoàn cảnh tốt đều bị người ta chiếm lấy. Chúng phải sống ở trong cống ngầm đen tối, ở những nơi tối tăm ẩm ướt, suốt năm không thấy mặt trời. Tuy chúng ta có làm siêu độ pháp sự, những động vật lớn thì có siêu độ viết bài vị, còn mũi, kiến, côn trùng, ai viết bài vị cho chúng, ai siêu độ cho chúng? Chúng ta biết được nỗi khổ của chúng, chúng ta tụng kinh niệm Phật phải hồi hướng cho chúng, chúng sẽ cảm ơn. Có thể giao cảm với chúng, và lại chúng rất nghe dạy. Điều quan trọng nhất, chúng ta phải kính trọng chúng. Khi chúng ta gặp đàn kiến thì chắp tay xưng niệm kiến Bồ Tát. Chúng ta kính trọng chúng thì chúng hoan hỷ cảm ơn, xưng niệm mũi Bồ Tát, dáng Bồ Tát. Quý vị phải đối đãi chúng như vậy. Chúng và chúng ta là bình đẳng. Chúng nó có Phật tánh, tất cả chúng sanh vốn thành Phật. Chúng nó vốn là Phật. Vì chúng nó tạo nghiệp quá nặng nên đọa vào thân súc sanh. Khi chúng ta nhìn thấy chúng nó phải thương xót, phải kính trọng, tuyệt đối không nên khinh mạng chúng. Cho nên những người tạo tác ngũ nghịch thập ác, chỉ cần họ tin tưởng, chịu tiếp nhận, không hủy bán Phật Pháp, thấy đều được vãng sanh. Lúc lâm chung họ niệm Phật cũng đều tùy nguyện vãng sanh. Hoành xuất tam giới, viên mãn chứng tứ độ, thật là không thể nghĩ bằng. Đây là trong 84.000 pháp môn không có. Bất cứ tu pháp môn nào cũng phải từng bậc một mà leo lên, không có hoành siêu. Lúc tôi mới tiếp xúc Phật Pháp, vị thầy đầu tiên là giáo sư Phương Đông Mỹ, về sau gặp được Đại sư Chương Gia và Lý Lão cư sĩ, ba vị thầy này, họ ba người chưa từng gặp mặt qua.
mà lời khuyên của ba vị thầy đều như nhau. Khuyên tôi tuyệt đối không nên học theo Lục Tổ Huệ Năng. Họ ba người đều khuyên tôi như vậy. Lục Tổ Huệ Năng là thiên tài. Trước Lục Tổ Huệ Năng không có xuất hiện qua Huệ Năng, sau Lục Tổ Huệ Năng cũng không có xuất hiện Huệ Năng. Nếu không học theo Ngài thì không được. Ngài có thể một bước lên trời, ông một bước không thể lên được, thì rơi xuống tan xương nát thịt. Ngài có bản lãnh này. Ngài không phải người phàm. Giáo sư Phương Đăng Mỹ, thầy khuyên tôi học Pháp Tướng Duy Thức. Pháp Tướng Duy Thức là gì? Thì cũng như leo lòng thang vậy, lên từng tầng một. Trong Phật Pháp Đại Thừa, thứ bậc Bồ Tát có 51 tầng, có 51 cái giai cấp, 51 tầng. Quý vị lên từng tầng một, rất vững vàng, mất nhiều thời gian. Từng bước một leo lên, rất vững vàng. Rất vững vàng. Thầy giới thiệu Pháp Tướng Tông cho tôi. Cho nên tôi nghiên cứu rất nhiều về Pháp Tướng Tông. Còn Đại sư Chương Gia, Ngài là bậc đại đức của Mật Tông, rất hiếm có. Tôi thân cận với Ngài 3 năm, cho đến khi Ngài vãng sanh, Ngài dạy tôi những thường thức của Hiển Mật. Mật Tông là xây dựng trên nền tảng của Hiển Giáo. Nếu không thông suốt Hiển Giáo thì không thể học Mật. Mật là thuộc về gia hạnh. Cho nên chúng tôi mới biết học Mật Tông trước tiên cần phải học Hiển Giáo, còn phải trải qua khảo thí. Thông qua khảo thí thì mới có thể học Mật. Học vị của khảo thí là cách Tây, tức là sự học tập rất là nghiêm khắc, cũng là cần phải trì giới. Giới luật của họ là Bộ Luận Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Luận. Lúc đó Đại sư Chương Gia dạy tôi học bộ luận này. Ngài thấy tôi rất hết lòng học tập thì khuyên tôi đi xuất gia, học theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi nghe lời dạy của Ngài. Cho nên tôi đi xuất gia giảng kinh thuyết pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật, chức nghiệp của Ngài là giáo sư. Sau khi tôi biết rõ cuộc đời hành đạo của Ngài, dùng lời hiện nay mà nói, Ngài là chức nghiệp giáo sư. Ngài rất hết lòng phụ trách. 30 tuổi khai ngộ thì bắt đầu đi giảng dạy. Năm 79 tuổi thì viên tịch. Ngài giảng dạy suốt 49 năm, không có nghỉ ngơi một ngày nào. Ngài giảng dạy không có nhận học phí. Ngài giảng dạy miễn phí. Dùng lời hiện nay mà nói, thân phận của Ngài là nhà giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Không có dính dáng gì với tôn giáo cả. Ngài là bậc thầy. Chúng ta gọi Ngài là bổn sư. Ngài không phải thần, không phải tiên. Cũng không phải thiên sứ, cũng không phải nhà tiên tri. Ngài là bậc thầy. Quý vị phải hiểu rõ ràng, minh bạch như vậy thì không đến nỗi sanh ra mê tín. Ngài giảng kinh suốt 49 năm, giảng dạy, Ngài phổ độ chúng sanh, giáo dục thập thiện tam quy, ngũ giới. Ngài dùng cách giáo dục này cho chúng sanh.
khiến cho xã hội được các tiền, các tường hòa, hài hòa, người dân thật sự được hạnh phúc mỹ mãn. Đó là nền giáo dục cao đẳng mà trước kia giáo sư Phương Đông Mỹ đã từng nói là triết học và khoa học đã đạt đến tột đỉnh. Cho nên trong nền giáo dục của Phật, chúng ta khái quát thành ba đại loại: luân lý, đạo đức, nhân quả, khoa học và triết học. Thật sự có thể giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề vũ trụ, và lại còn đích thân chứng đắc. Ngài dùng phương pháp là thiền định, giới định huệ. Do giới được định, do định khai huệ. Sau khi đại triệt đại ngộ thì quý vị sẽ thấy rõ chân tướng sự thật của vũ trụ, không phải là mê tín. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta học tập đến đây.